cột điện phát hoảng gây náo loạn ở khu vực dân cư. Khoảng 6 giờ sáng ngày 23 tháng 2, hai trụ điện nằm gần bùng binh lăng Cha Cả, quận Tân Bình đã bất ngờ cháy nổ khiến cả khu dân cư và những người tham gia thông náo loạn. Theo nhiều dân chúng, thì tia lửa điện bắt đầu phát từ trụ điện nằm gần giao lộ Cộng Hòa, Thăng Long, quận Tân Bình. Ngay sau đó, đám cháy bùng lên kèm theo những tiếng nổ khá lớn rồi bén vào hệ thống các viễn thông tạo thành những cục lửa đỏ rực, đe dọa lan vào những căn nhà sát bên. Nhiều người tham gia giao thông hướng từ công viên Hoàng Văn Thụ ra đường Cộng Hòa hốt hoảng tìm cách tránh né. Các hộ dân cư Ngụ nơi đây tu ra, dùng bình CO2 dập lửa nhưng bất thành. Chỉ khi xe cứu hỏa được điều động đến, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, hai cục điện cháy đen, hộp đen bị thiêu rụi rơi xuống đường. Rất nhiều sợi cáp viễn thông bị lửa làm cháy trơ lõi sắt. Liên giao lộ Thăng Long, Cộng Hòa bị những sợi cáp khác cháy dở dang, rủ xuống, gây cản cỡ gây cản trở giao thông sau sự cố nhân viên điện lực và các đơn vị có liên quan đã có mặt khắc phục xử lý vụ việc nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nổ được xác định là do chập điện